Thưa quý vị, vụ việc thang máy rơi tự do và mắc kẹt tại chung cư HH2C Linh Đàm tại quận Hoàng Mai, Hà Nội vào sáng ngày 26 tháng 8. Một lần nữa cho thấy những rủi ro mà người dân có thể gặp phải khi sinh sống tại các chung cư hiện nay. Rất nhiều tòa chung cư đưa vào sử dụng từ lâu đã hư hỏng xuống cấp nhưng chưa được duy trì, bảo dưỡng một cách thường xuyên. Và thậm chí là người dân thiếu kiến thức, tâm lý hoảng loạn cũng là một trong số những nguyên nhân khiến cho tai nạn ngày càng gia tăng. Vậy chúng ta cần phải làm gì khi xảy ra các sự cố về thang máy? Một phần câu trả lời sẽ có trong phóng sự dưới đây của chúng tôi. Theo những hình ảnh được camera ghi lại, sự cố thang máy xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 26 tháng 8 tại tòa chung cư HH2C. Tại thời điểm sự cố, trong thang máy có nhiều người lớn và trẻ em. Thời điểm này, thang máy số 11 đã xuống đến tầng 1 thì mất auto mở thang. Khi bảo vệ mở cửa thang thì thang đã thấp hơn sảnh tầng 1 khoảng 1 mét. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do lỗi của nhân viên kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn thang máy DHE, đơn vị bảo trì thang máy, sơ ý bấm vào nút sự cố cứu hỏa cấp 2 của thang máy. Trước đó, nhiều người dân ở chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội cũng bày tỏ không ít lo lắng khi đã từng chứng kiến hoặc trở thành nạn nhân trong những vụ thang máy rơi. Đặc biệt là vấn đề thang máy, tôi rất bức xúc. Như con nhà tôi 10 tuổi, một thằng hôm ấy đi học về là nó đã bị rơi, trường hợp rơi thang máy. Hai anh em nó rơi thang máy và cái từ tầng 8 xuống cái tầng 4, rơi tự do. Lúc đấy cái tấm trần ở trên đầu, ở trên thang máy có một tấm trần đấy, rơi vào chúng con nhà tôi. Đấy, chảy dẫn đến trận xước mặt và chảy máu. Đấy, vấn đề tôi rất lo ngại, đặc biệt là vấn đề thang máy. Bản thân tôi thì cũng gặp nhiều lần như thế, nó rơi nó ùn một cái thì mọi người trong cầu thang máy sợ lắm. Tôi vào cầu thang thì tôi chưa kịp quay mặt ra, tôi vẫn đang đi thế này thì nó đã đánh rình một cái. Tôi cứ nghĩ rằng nó rơi rồi, thế nhưng tôi nhìn ra thì vẫn ở tầng 16. Tôi sợ quá, tôi ra tôi báo bảo vệ. Theo các chuyên gia, thang máy sau một thời gian sử dụng không được bảo trì, bảo dưỡng, các động cơ và linh kiện bên trong sẽ dần xuống cấp, gây ảnh hưởng đến hoạt động của thang. Trường hợp linh kiện cáp kéo xuống cấp nghiêm trọng có thể dẫn đến tai nạn rơi thang tự do vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra, các lỗi cảm biến, lỗi cáp tải cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho thang máy bị rơi. Đối với người dân khi đang sử dụng thang máy và phát hiện có xảy ra sự cố, trước tiên là phải ưu tiên chế độ hoạt động tự động an toàn của thang máy đã mặc định. Thang sẽ tự động đưa về tầng gần nhất hoặc tầng 1, đồng thời mở cửa ra để tất cả mọi người trong cabin di chuyển ra bên ngoài và sau đó thì báo cho lực lượng chức năng hoặc cơ quan bảo trì bảo dưỡng thang máy. Thang máy là một cái phần giống như là cái xương sống của một cái ngôi nhà và cái điều này đã ảnh hưởng tới cái sức khỏe và tính mạng của những cư dân đang sinh sống tại đó. Cái việc mà để cho thang máy mà có những cái dấu hiệu hư hỏng nhưng mà không bảo trì thì tại đây là thuộc trách nhiệm của những cái người mà sở chủ sở hữu hoặc là đang là quản lý cái tòa nhà đấy. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không tìm cách ra bên ngoài khi thang máy gặp sự cố. Người dân nên nằm thẳng trên sàn thang máy thay vì đứng thẳng, ngồi hay là nhảy nhót trong thang máy. Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh - Cầu Vĩnh Tuy dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2024. Hầm chui sẽ khép kín đường vành đai 2 theo quy hoạch, giải quyết xung đột giao thông tại nút giao. Lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng 9 năm 2024, Ban sẽ hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập thiết kế dự toán dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh - Cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên. Phấn đấu khởi công công trình vào cuối năm 2024. Dự án có tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Hầm chui được làm theo hướng Vĩnh Tuy đi đường Đàm Quang Trung tại nút giao giữa đường Cổ Linh và đường hai đầu cầu Vĩnh Tuy, đường Đàm Quang Trung. Tim hầm trùng với tim hiện hữu của tuyến đường. Tổng chiều dài khoảng 600 m, mặt cắt ngang toàn hầm 27,1 m, bố trí 6 làn xe, trong đó mỗi bên 3 làn xe. Việc đầu tư dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh sẽ khép kín đường vành đai 2 theo quy hoạch, đồng bộ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hợp lý nhằm giải quyết xung đột giao thông tại nút giao, kết nối liên thông giữa các tuyến đường xung quanh, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, giảm thiểu về ô nhiễm môi trường.
Thưa quý vị, đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp cao điểm lễ Tết, tình trạng xe khách chạy rùa bò, đón trả khách, không đúng nơi quy định, lập bến cóc lại tái diễn, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, lợi dụng dịp nghỉ lễ, khi mà nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, tình trạng này lại càng trở nên phức tạp hơn, bất chấp sự kiểm soát chặt chẽ từ phía các cơ quan chức năng. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát tại tất cả các bến xe khách và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố. Các tuyến đường xung quanh khu vực vành đai 3 không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này. Những điểm đón xe khách được mọc lên tràn lan, thậm chí ngay trên cao tốc. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ lập chốt trên đường Phạm Văn Đồng, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra xử lý nhiều trường hợp xe vận tải hành khách vi phạm lỗi dừng đỗ sai quy định. Các lái xe cho biết, mặc dù đoạn đường thường xuyên có các chốt kiểm tra, tuy nhiên họ vẫn bất chấp chạy với tốc độ rùa bò, dừng đón khách sai quy định, thậm chí có nhiều xe trong một tháng bị lập biên bản đến 3-4 lần nhưng vẫn tái phạm. Tại vì không chẳng lẽ là mình xuất bến ra ngoài mà lại đi thẳng về luôn thì không có doanh thu, mà sao xe ngoài người ta hưởng hết, xe dù xe góc ở ngoài ấy rất nhiều. Thì hiện nay trên xe là chưa đủ hành khách, có hơn chục người, tôi dừng đỗ để đợi khách. Đúng là khi xe đang chạy lưu thông trên đường mà dừng đỗ là rất là nguy hiểm, nhưng mà bởi vì là lượng xe nó không có khách nên là nhiều khi khách nó gọi điện là vẫn phải đợi chờ khách, là biết mặc dù là biết là rất là đã là vi phạm. Lực lượng chức năng của Hà Nội cho biết 100% cán bộ chiến sĩ sẽ được huy động ứng trực tại các điểm đen về ùn tắc và vi phạm giao thông trong thời gian trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ. Nếu phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xử lý, đảm bảo cho người dân tham gia giao thông được an toàn, thông suốt, đặc biệt sẽ tổ chức ghi hình các trường hợp vi phạm bằng nhiều hình thức khác nhau để xử lý triệt để các vi phạm. Đơn vị đã có những các cái biện pháp nghiệp vụ, tổ chức ghi hình, sau đó dừng xe tại một điểm và để xử lý các cái lái xe vi phạm. Tổ chức ghi hình thì có thể là mật phục hoặc là đơn vị hoặc là sử dụng các cái camera của công an thành phố lắp trên đường để làm căn cứ để xử lý các cái vi phạm lái xe. Bên cạnh việc siết chặt giám sát trên các tuyến đường địa bàn trọng điểm, thì hoạt động vận tải hành khách trong dịp này cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ ở các đầu bến ngay khi các xe này xuất bến, đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết của các phương tiện và người lái khi rời bến. Trong quá trình kiểm tra đối với lái xe thì đội kiểm tra về giấy phép lái xe, giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ vận tải và thẻ nhận dạng lái xe, đôi khi còn một số những đơn vị do thay thế lái xe giữ chừng và lái xe không có thẻ nhận dạng lái xe thì đội cũng đã tập trung xử lý. Còn đối với phương tiện thì đội sẽ kiểm tra về các đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và ngoài ra thì còn trên phương tiện thì kiểm tra về búa thoát hiểm, thiết bị chữa cháy và tập trung kiểm tra về giám sát hành trình. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố rà soát xử lý nghiêm tình trạng xe dù bến cóc, xe trái hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến. Đây là hoạt động hiện rất khó kiểm soát và đang gây ra nhiều phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông tại các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt là trong giai đoạn trước, trong và sau dịp nghỉ lễ, khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao đột biến.